Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, sau gần 2 tuần tranh tài sôi nổi, SEA Games 31 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc diễn ra vào tối nay. Với đoàn thể thao Việt Nam, chúng ta đã có một cái kết đẹp khi khép lại đại hội bằng tấm huy chương vàng cuối cùng và cũng là tấm huy chương vàng mà nhiều người mong đợi nhất, đó là tấm huy chương vàng bóng đá nam. Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận thắng thuyết phục trước Thái Lan để bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games. Thời tiết mưa nhiều không thể cản bước 4 vạn cổ động viên đổ về sân vận động Mỹ Đình, tiếp lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết gặp Thái Lan. Chính sự nhiệt thành ấy đã giúp cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhập cuộc khá hứng khởi với nhiều cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên ở phía bên kia, U23 Thái Lan cũng cho thấy bản lĩnh và sẵn sàng đáp trả. Khi mà rất nhiều cổ động viên đã nghĩ đến kịch bản trận đấu sẽ cần đến hiệp phụ, thì Nhâm Mạnh Dũng đã có tình huống đánh đầu xuất thần để phá vỡ thế cân bằng ở phút 83. Đây cũng là bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam chiến thắng để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. SEA Games 31 có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Ở giải trước, chúng tôi giành huy chương vàng đầu tiên. Năm nay được thi đấu trên sân nhà, tôi thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn. Đây là trận đấu cuối cùng của tôi dưới tư cách huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam, nên tôi đã gặp rất nhiều áp lực. Tôi xin được cảm ơn mọi người. Bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam trong trận chung kết mang đậm dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo và có sự góp công lớn của những cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ Viettel. Cả người chuyền bóng Phan Tuấn Tài và người dứt điểm Nhâm Mạnh Dũng đều là những gương mặt triển vọng của đội bóng quân đội. Và khoảnh khắc vô địch SEA Games 31 có lẽ là khoảnh khắc để đời của những cầu thủ trẻ này. Thực sự em rất là hạnh phúc, mình không diễn tả được cảm xúc bây giờ. Và rất là vui và cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển suốt thời gian vừa qua. Nó cũng là một khoảnh khắc thôi nhưng mà khoảnh khắc này quá là cảm xúc rồi. Còn bàn thắng này có lẽ là đẹp nhất trong sự nghiệp của thủ. Đường đến tấm huy chương vàng không hề suôn sẻ nhưng đã cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo để đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Với việc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương và giữ vững ngôi vô địch ở hai môn được quan tâm nhất là bóng đá nam và bóng đá nữ, thể thao nước nhà đã có một kỳ SEA Games thành công trọn vẹn. Ở nhiều kỳ SEA Games trước đây, ban tổ chức thường chọn ra hai gương mặt để trao giải vận động viên xuất sắc nhất của nam và nữ. Tuy nhiên tại SEA Games 31, ban tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam đã quyết định trao giải vận động viên xuất sắc nhất cho 4 vận động viên. Với khẩu hiệu vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn và do tính chất tổ chức SEA Games 31 sau dịch bệnh, các vận động viên đều nỗ lực cố gắng hết mình giành thành tích cao. Vì thế, tiểu ban kỹ thuật SEA Games 31 đã đề cử 4 vận động viên sẽ được vinh danh tại lễ bế mạc diễn ra tối nay. Trong đó, bộ môn điền kinh có 2 vận động viên là Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam và nam vận động viên Joshua Robert Atkinson của Thái Lan. Nguyễn Thị Oanh giành được 3 huy chương vàng SEA Games 31, đồng thời phá một kỷ lục của đại hội, trong khi Atkinson có 4 huy chương vàng và cũng phá một kỷ lục SEA Games ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m. 2 vận động viên còn lại trong danh sách đề cử đều ở bộ môn bơi lội, đó là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam với 5 huy chương vàng và phá 2 kỷ lục SEA Games và nữ kình ngư Jin Wen Qua của Singapore với 6 huy chương vàng và phá 1 kỷ lục SEA Games nội dung 200m bơi bướm. Là một trong những môn thế mạnh của thể thao Việt Nam, cử tạ luôn nhận được nhiều kỳ vọng mỗi khi tham dự các kỳ đại hội thể thao, trong đó có SEA Games. Dù đang trong quá trình thay máu lực lượng, nhưng cử tạ Việt Nam vẫn có được thành công tại kỳ đại hội năm nay. 3 tấm huy chương vàng cùng nhiều kỷ lục bị xô đổ, giúp chúng ta hy vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của cử tạ nước nhà, giành thành tích cao ở những giải đấu quốc tế sắp tới. Ở khu vực Đông Nam Á, cử tạ Việt Nam luôn nằm trong top đầu SEA Games. Tuy nhiên trong vài năm qua, chúng ta gặp không ít khó khăn bởi nhiều yếu tố. Việc chuyển giao thế hệ, sự ổn định của Thái Lan và Indonesia cùng với sự vươn lên mạnh mẽ của những quốc gia như Philippines. Tuy nhiên, vượt qua nhiều thách thức, kỳ đại hội trên sân nhà lần này vẫn chứng kiến sự tỏa sáng của cử tạ Việt Nam. Các đội cử của chúng ta giành được 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, trong đó phá tới 6 kỷ lục SEA Games với những cái tên nổi bật như Lại Gia Thành hạng cân 55kg, Hoàng Thị Duyên hạng cân 59kg của nữ và Phạm Thị Hồng Thanh hạng cân 64kg của nữ.
Đến thời điểm hiện tại thì tôi đánh giá là cử tạ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Ba huy chương vàng này thì ban luyện cũng đã trong dự tính dự toán rồi, thì là cũng hướng cho các em là sẽ phá kỷ lục SEA Games và sẽ phải đạt, bắt buộc phải đạt huy chương vàng. Dù còn để lại những tiếc nuối ở một số hạng cân, nhưng có thể nói rằng cử tạ Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công. Hơn thế nữa, ở các nội dung giành huy chương vàng, chúng ta đều cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ trong khu vực. Đó là cơ sở để môn cử tạ có thể tự tin hướng tới những đấu trường lớn hơn như ASEAN hay Olympic. Các đối cử của chúng ta hoàn toàn có cơ hội tỏa sáng ở đấu trường thế giới nếu được đầu tư đúng mức. Ba hạng cân của chúng ta tranh chấp huy chương vàng vừa rồi thì là để mà khoảng cách với châu Á và thế giới thì nó cũng 1-10, 1-8 thôi. Nên chúng ta cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sau đấu trường SEA Games này thì ban luyện cũng đặt chỉ tiêu là cuối năm là sẽ có vòng loại Olympic 2024. Thì ban luyện đã đặt chỉ tiêu là đến 2024 sẽ có 2 vé đi Olympic. Để vươn tới Olympic thì ban luyện cũng đã đặt kỳ vọng vào Phạm Thị Hồng Thanh và Trịnh Nguyên Vinh của chúng ta. Phạm Thị Hồng Thanh là hạng cân 64kg của nữ và Trịnh Nguyên Vinh là hạng 61kg của nam. Giải này sẽ là một cái động lực rất lớn để em có thể cố gắng tiếp tục phấn đấu từng ngày để không phụ lòng kỳ vọng của tất cả những người hâm mộ, người thân, ban lãnh đạo và gia đình. Nên là em sẽ nhìn vào đây để rồi là nhìn tất cả những bạn mà tập tốt ấy, thì là em sẽ cố gắng phấn đấu để làm sao mà thành tích càng ngày càng có thể phát triển được những mức tạ cao nhất có thể. Trong số các môn thể thao Olympic, cử tạ chính là môn có nhiều cơ hội giành huy chương nhất của thể thao Việt Nam ở đấu trường ASEAN cũng như Thế vận hội. Điều đã được chứng minh trong quá khứ với thành tích xuất sắc của Hoàng Anh Tuấn hay Trần Lê Quốc Toàn. Chính vì vậy, với thành công tại kỳ SEA Games 31 lần này, tất cả đang cùng chờ đợi và một tương lai tươi sáng cho cử tạ Việt Nam. Sự trọn vẹn là điều được nhắc đến nhiều nhất ở kỳ SEA Games lần này, cùng với thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam khi giành 205 huy chương vàng. Chúng ta được ghi nhận bởi những bước tiến của các bộ môn Olympic như điền kinh hay bơi lội. Tất cả những yếu tố đó đã góp phần mang đến một kỳ SEA Games thành công rực rỡ. Điền kinh Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi giành tới 22 huy chương vàng và xếp nhất toàn đoàn. Đây cũng chính là số huy chương vàng ngang bằng với kỷ lục mà điền kinh Thái Lan lập được năm 2001. Dù đây là kỳ SEA Games nhiều khó khăn khi các đối thủ có nhiều vận động viên nhập tịch, nhưng các tuyển thủ của chúng ta với sự cổ vũ của khán giả nhà đã vượt qua giới hạn của bản thân để lập kỳ tích. Điển hình như tấm huy chương vàng của Lương Đức Phước ở cự ly 1.500m nam, Hoàng Nguyên Thanh ở đường marathon. Ngoài ra thì những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai hay Nguyễn Thị Huyền vẫn khẳng định được đẳng cấp. Theo em cảm nhận rằng là điều hạnh phúc nhất, điều tự hào nhất, vinh dự nhất của cuộc đời vận động viên đấy là thi đấu trên sân nhà. Và đó cũng là một cái đòn bẩy để bản thân những vận động viên chúng em cố gắng thật nhiều hơn nữa. Các vận động viên điền kinh Việt Nam đã thể hiện được cái khả năng của mình và cũng vượt qua rất là nhiều cái khó khăn để có thể đạt được cái thành tích tốt nhất trong lịch sử của mình. Có rất nhiều cái thành tích mà để lại ấn tượng, đặc biệt là các vận động viên trẻ, và chúng ta cũng có rất là nhiều cái nội dung mà các vận động viên đã thể hiện được hết cái khả năng của mình, hơn 100 cái khả năng của mình. Được sự cổ vũ của khán giả, người hâm mộ cũng như người thân, người nhà, cho nên các vận động viên đã vượt qua cái rào cản về mặt tâm lý, thi đấu và giành thành tích rất là cao. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự vào cuộc của các vận động viên sau 2 năm dịch bệnh mà các vận động viên đã thể hiện với một cái sự quyết tâm, lòng tự tin và ý chí phấn đấu. Cho nên với 205 tấm huy chương vàng này là 200 cái bông hoa của thể thao Việt Nam tại cái kỳ SEA Games 31 lần này. Thành công ở cả công tác tổ chức và chuyên môn, SEA Games 31 đã cho thấy sự lớn mạnh của thể thao Việt Nam. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã nỗ lực tổ chức một kỳ đại hội ấm tình bằng hữu. Còn các vận động viên thì có cơ hội đua tài ở một sân chơi công bằng, song phẳng để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Kết thúc SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam đã thiết lập kỷ lục mới về số huy chương vàng giành được trong một kỳ đại hội với 205 huy chương vàng trên tổng số 446 huy chương các loại. Sô đổ kỷ lục 194 huy chương vàng của Indonesia giành được tại SEA Games 1997.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.